Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng ta lại tiếp tục ghé thăm nhà chú Quyến, chuyên bán buôn bán lẻ bò bê trâu, giò bò, chú ở Đông Hưng, Thái Bình. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2020, thì chúng tôi lại tiếp tục bàn giao một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng, gỗ Hương Vân, đỏ Hoa Nam Phi cho chú Quyến ở Đông Hưng, Thái Bình. Chú là chuyên giết trâu bò bê để phục vụ quý vị trong dịp Tết. Thì chú cũng đã ghé qua cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, chú có đặt một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương trọn vân. Bộ này là bộ cột 12 gồm có 7 món, hai ghế đơn, một ghế dài, một bàn đục chạm sơn thủy hữu tình, một bàn trà và hai đôn. Đây chiếc ghế đơn này, tôi quay sát máy quay lại cho quý vị xem, được trọn vân rất là đều đẹp. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dài 2 phân. Để chúng tôi quay từ trước ra sau cho quý vị xem này, đẹp từ đằng sau lên đằng trước. Bộ bàn ghế gỗ hương này rất là khô và lên màu rất là đẹp, màu vàng sáng. Thì quý vị nào có muốn sở hữu một bộ như này thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Hiền Lanh qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Tôi là nghề gỗ Mỹ Nghệ Lan Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Vâng, và trước chú có mua một chiếc kệ 24 này, chúng tôi đã bàn giao từ lâu rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục bàn giao một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ Hương Vân nữa. Chú cũng đã xem rất nhiều cơ sở làm ghế tần nhưng chú có chia sẻ là không có cơ sở nào trọn vân đều đẹp như cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Thì chúng tôi cũng đang ra rất là nhiều bộ trọn vân để phục vụ quý khách trong dịp Tết Nguyên Đán và Xuân Canh Tý 2020. Đây chúng tôi lại tiếp tục quay lại chiếc ghế dài cho quý vị xem này, được trọn vân rất là đều đẹp. Để quý vị xem kỹ nha. Toàn bộ phần ván là chúng tôi làm dài 2 phân. Đây, phần cột đây cũng được rồi, chọn vân rất là kỹ nha. 100% là gỗ hương vân đỏ của Nam Phi, chọn vân loang ra báo. Quý vị nào muốn sở hữu thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Yên Lanh qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Phần bàn là chúng tôi đục chạm sơn thủy hữu tình. Đây vâng, trên màn hình đang là chú Quyến này. Phòng khách của chú rất là rộng. Chú kê một bộ ghế 7 món, cột 12 và một chiếc kệ để khoảng không gian vẫn còn đang dư thừa rất là thoải mái. Vâng, chú lại thích kê hình chữ L. Thì bên trong góc trống này chúng tôi sẽ bố trí là thêm chiếc đôn. Quý vị nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm combo như này thì liên hệ ngay tới đồ gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ Mỹ Nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Rồi chúng ta cùng xem lại chiếc mặt bàn chúng tôi đục chạm sơn thủy hữu tình đây. Cũng được trọn vân toàn bộ phần khuôn. Phần mặt bàn là chúng tôi đục mái chùa, cây cảnh hay còn gọi là sơn thủy hữu tình. Quý vị nào mà muốn sắm những chiếc kệ tivi như này thì chúng tôi cũng đang còn rất nhiều. Đây là chiếc kệ tivi gỗ Hương Vân 24 lõm buồng giữa. Chú cũng mua của chúng tôi là rất lâu rồi. Thì hôm nay chú lại tiếp tục mua bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ Hương Vân, bộ cột 12 gồm 7 món. Một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn, hai đôn và một bàn trà.